Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ với các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909 nhé. Số điện thoại em để phần tiêu đề của video đấy ạ. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng nhé các bác nhé. Đa phần thì em sẽ sử dụng Zalo bởi vì Zalo nó dễ hơn. Nhiều khi là tìm Facebook của các bác rất là khó đây. Nhưng các bác nào mà mua hàng qua Facebook thì các bác nhắn cho em một cái tin đấy. Chứ không phải là danh sách bạn bè mà cũng không phải là danh sách bạn bè của bạn bè, nên ra là lúc khi tìm các bác ở trên Facebook cực khó luôn đấy. Nên các bác gửi qua Zalo là hay nhất, nếu mà có Zalo, không thì nhắn cho em cái tin qua Facebook thì em sẽ nhắn tin trả lời và chụp ảnh giống như quay video các thứ để chụp hình ảnh cây các thứ cho các bác nhé. Ở địa chỉ vườn bên em là thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Vườn của em thì ngay sát nội thành Hà Nội thôi, ngay bên kia chân cầu Thăng Long nhé. Các bác biết chỗ chợ cổ điển Hải Bối đấy ạ. Đấy, sang bên kia cầu Thăng Long nhé. Các bác nào ở bên nội thành thì sang bên kia cầu Thăng Long thôi, là các bác điện cho em là em sẽ ra em đón. Đấy, thì vườn của em cách đấy không xa. Đấy, tất nhiên ở trong trong ngõ trong xóm nó không thuận tiện với giao thông đi lại, nhưng mà đi từ khu chợ cổ điển chỗ cây xăng ấy là vào một đoạn nữa là sẽ tới vườn của em thôi. Đấy, các bác có thể xem cây đấy. Vui lòng điện trước cho em khoảng một vài tiếng, nhiều khi là em không có ở vườn hoặc không có ở nhà ấy. Đấy, các bác cứ điện trước cho em một vài tiếng. Đấy, nay thì em vẫn có các mặt hàng địa lan và lan hài như mọi khi. Đấy, em sẽ đi vào giới thiệu các mặt hàng địa lan trước các bác nhé. Đấy, có rất là nhiều chậu thì khách đã chốt và gửi tiền hết rồi, chỉ có để lại để chăm hộ đây, để lúc nào khách tiện tiện thì lấy, có thời gian là chuyển cho khách. Đây, chậu nào chưa bán đây, những cái chậu hoàng điểm đây là em đã cho ra đi hết rồi, về chủ mới hết rồi, còn một chậu, còn vài chậu kia mới tách thôi. Đây là chậu Trần Mộng Cổ các bác nhé. Trần Mộng Cổ thì em để giá 250.000 một thân. Đây, chậu này 4 thân là 1 triệu các bác nhé, 1 triệu bao gồm cả chậu luôn. Đây, các bác nào ở tỉnh xa thì em có thể ship xe khách cho các bác. Đấy, em ở khu vực Hà Nội này thì ra các bến xe là xe khách các tỉnh quanh miền Bắc là gần như là đầy đủ hết, có hết các bác ạ. Đấy, đến Hà Tĩnh, Nghệ An là vẫn ship được các bác nhé. Đấy, ship xe khách nó rất là tiện. Đấy, tại vì giá có vẻ là cao hơn nhưng mà cái thời gian mà vận chuyển cây cối ấy, thì nó sẽ nhanh. Và trong vòng một ngày các bác chốt buổi sáng là buổi chiều các bác sẽ nhận được cây luôn. Đấy, cây tươi mới. Đấy, gửi bưu điện thì tất nhiên nó tiện hơn, nó giao đến tận nơi cho, nhưng mà nó phải mất một vài ngày. Đấy, nhanh thì 1-2 hôm này, mà chậm thì 3-4 hôm này. Đấy, khu vực miền Bắc thì không quá 3 hôm đâu các bác ạ. Đấy, thường là 2 hôm thôi, nhanh thì là 1 hôm là các bác nhận được. Đấy, tại vì cái mặt hàng địa lan này thì chủ yếu là các bác ngoài Bắc chơi, chứ còn các bác trong Nam thì ít khi. Các những dòng mặc này các bác trong Nam thì chơi những hàng thu, thì ra hoa cũng khỏe 100% luôn. Hàng thu, hàng hè ấy. Hàng hè thì người Trung Quốc người ta gọi là huệ lan, cái dòng những dòng địa lan ra hoa mùa hè ấy, gọi là huệ lan ấy. Còn dòng thu thu thì người ta gọi là kiến lan ấy. Cái này thì trong sách vở những tư liệu ngày trước là người ta cũng nói rất là nhiều. Khi nào mà có những video mà thời gian mà em làm vườn xong thì em sẽ cùng các bác trao đổi thêm về những cái vấn đề đấy, em có cái thông tin gì em chia sẻ các bác. Đây, đây là cây đào cơ các bác nhé. Đào cơ là 300.000 hai thân. Đây, hoa đào cơ này các bác này. Đây, cứ 150 một thân nhé. Em sẽ ship cho bác những chậu như này, chậu đấy hoa thì em để làm mẫu các bác xem mặt hoa của đào cơ thôi. Đây, ship cho các bác cái chậu như này này, nó đang lên mầm rồi mà. Đây, nó đang lên mầm trắng như này. Đây, cái mầm đào cơ nó trắng trắng này cơ. Đây, đấy, 300.000 một chậu như này, đóng cả chậu gửi các bác nhé. Đấy, đóng cả chậu gửi các bác luôn, các bác về không phải thay giá thể gì cả, các bác về cứ tưới tắm bình thường thôi. Đấy, cái này thì các bác 3 ngày các bác tưới một lần cũng được. Đấy, đấy, thì giá thể thì em tối ưu rồi. Đấy, chứ không nên tưới nhiều, riêng địa lan thì không nên tưới nhiều. Các bác nào mà không có dàn mái che ấy, thì vào những thời điểm mà mùa hè mưa mưa mà dày đặc nhiều rồi mưa nắng lẫn lộn thì các bác có thể là cho vào hiên hiên nhà các bác nhé. Đấy, cho vào hiên nhà để tránh mưa được là tốt nhất, không thì người ta phải đánh thuốc các bác ạ, đánh thuốc phòng chống thối. Đấy, đại mạc tàu, đại mạc tàu này em chỉ còn hàng 50.000 một thân các bác nhé, 50.000 một thân. Chậu này 2 thân là 100.000 này, đóng là chậu gửi này. Đại mạc tàu này,
Đấy, những chậu Xuân Hè Sơn La này là đã có người chốt và cọc tiền hết rồi. Đấy, bây giờ chăm thêm rồi, đang có hoa này. Em chỉ còn những cái chậu Xuân Hè Sơn La hàng hàng giống như này thôi các bác nhé. Đấy, về các bác làm giống, chậu này 108 này. Đấy, mấy hôm nữa thì em sẽ lấy thêm, nhập thêm Xuân Hè Sơn La về. Cái củ này nó khỏe, rất là thích các bác ạ. Cái thân lá của nó rất là khỏe luôn. Cái dòng Xuân Hè Sơn La này dễ sống, khỏe kinh khủng luôn. Cái này là địa lan hàng rừng nhé, không phải thuộc hàng truyền thống nhé. Đây, 108 cái chậu này đóng vào chậu gửi hoặc là nhổ chậu gửi cây này. Đây, Xuân Hè Sơn La. Còn đây là 108 này, cũng hai thân này, nhổ chậu gửi cây nữa. Đây, hoặc là đóng vào chậu gửi. Đây, cây này chính ra là 308 đấy, lấy cả chậu là 408, nhưng mà có ngồng hoa này em sẽ để cho nó mọc hoa lên, cho nó lên hoa, xong rồi em sẽ quay cho các bác xem cái mặt hoa của Xuân Hè Sơn La vừa ra hoa chính chủ ở vườn em. Đây, cái này thân nó to, giá nó cũng rất là phải chăng thôi, bình dân đây. Bạch ngọc tiểu kiều nhé, cái này thuộc hàng truyền thống, cứ quay đến chỗ nào thì em sẽ quay chỗ đấy. Bạch ngọc tiểu kiều hàng truyền thống này, 220 một chậu như này các bác nhé. Đây, 220.000 một chậu như này. Đây, đóng cả chậu gửi. Đây, chậu sau cũng 220 thôi. Bạch ngọc tiểu kiều 7 thân một mầm này. Còn xích ngọc lai bạc lan, xích ngọc lai bạc lan thì 300.000 một chậu các bác nhé. Đây là hai thân nhỏ này, là một thân to này, đây, và một thân này là gộp vào là một thân, tính là hai thân này. Mầm này thì chưa tạo thân thì em chưa tính, em tính hai thân, cứ 150 một thân, 300.000 chậu này, đóng cả chậu gửi. Xích ngọc lai bạc lan này, mạc biên tàu thì 50.000 một thân, những chậu hai thân như này thì là 100.000 này, đóng cả chậu gửi này, mạc biên tàu nhé. Đây, mạc biên tàu là 150 này, ba thân này. Đây, giá rất là phải chăng, rẻ rồi. Ca lan hoa trắng, ca lan hoa trắng là 150 một chậu nhé, một chậu gửi cây. Cái dòng này lá nó dài á, đóng hàng nó hơi khó. Dương minh cẩm hàng này hàng Đài Loan các bác nhé, hoa đỏ 250 một thân, chậu này ba thân là 750 này, bác nào lấy hai thân thì là 500, em sẽ tách chậu em gửi, còn lấy ba thân em đóng vào chậu gửi các bác nhé. Chậu này cũng 750 ba thân này, dương minh cẩm. Cái này sẽ chăm thêm. Còn đây là hồng thần hà này, hồng thần hà hoa cánh sen nhé, màu hồng đào các bác nhé. Này, một thời gian rất là hot cái hàng này. Hồng thần hà này em để giá 300.000 một thân, chậu này 3 thân một mầm là 1.2 triệu. Đây, hồng thần hà 1.2 triệu nhé. Đây, mấy chậu nữa. Và các bác lấy một thân lẻ như này, một thân lẻ này 300 này, hồng thần hà này. Đây, còn đây là hoàng điểm cái chậu to như này. Đây, lá rất là đẹp luôn. Hôm nay cũng có một bác khách hàng đến khen lá đẹp này, nhưng mà bác mua chậu hoàng điểm kia cơ. Đây, chậu hoàng điểm này thì em bà để 1.7 triệu nhá, cả chậu luôn, nhổ chậu gửi cây thì là 1.6 triệu. Đây, chậu hoàng điểm này lá mượt đẹp luôn. Đây, còn những thân như này là 450 một thân này. Đây, hai thân là 900 này. Đây, nhổ chậu gửi, lấy cả chậu thì là tròn 1 triệu, chứ không phải gửi xe khách cơ. Đây, phải gửi xe khách cơ. Đây, ví dụ như hai thân một mầm này sẽ là cũng là 1 triệu này, nếu mà lấy cả chậu, còn 900 là nổ chậu gửi cây. Đây là cái chậu hoàng điểm mà em chốt cho khách 1.2 triệu này. Cây này rất là đẹp luôn, nó là cụ 4 thân, nó bé hơn so với cây vừa em quay, nhưng mà nó cũng đều cây và nó đang lên măng mầm khỏe, đang lên măng mầm khỏe đấy. 1.2 triệu, cái này thì có người lấy rồi, sáng nay bác ấy lấy. Thực ra có một bác khác chốt nhưng bác ấy không xem kỹ, bảo cây yếu nhưng không phải cây yếu. Thế là rất may là bác cũng may mắn là sáng hôm nay là bác ấy đến, một bác khác bác ấy đến, bác ấy lấy luôn 1.2 triệu, giả tiền luôn để đây em chăm thêm. Đây là thanh ngọc nhé, thanh ngọc tàu này thì 100.000 một thân nhé, đi đơn từ hai thân là 200.000, tách chậu gửi, bác nào lấy cả chậu này thì là 1.5 triệu. 1.5 triệu cả chậu rồi. Đại kiều, bạch ngọc đại kiều thì cái chậu này em để giá là 1.3 triệu này. Đây, 6 thân, trong đó có hai thân một lá nhá, còn 4 thân thì rất là xa nhiều lá. Đây, một mầm nhổ chậu gửi, triệu giá 1.3 triệu một chậu gửi. Dòng tứ thời này, tứ thời cổ ngày xưa các cụ chơi này, 50.000 một thân các nhá. Chậu này 6 thân là 300 này, chậu này 5 thân là 250 này, đóng vào chậu gửi. Tứ thời cổ thì lá nó trực như này, thẳng lên như này, nhưng mà không phải là nó cứng, nó mềm thôi.
nó mềm, mình có thể bẻ ngoặt đi được mà nó không bị gãy. Đấy. Đấy. Đấy là cái hay của cái lá tứ thời cổ ngày xưa các cụ chơi như vậy. Hoa thì thơm nhá, hoa thơm nhá. Giao hoa có thể bốn mùa với những cái bụi nó phải to như thế này. Giao hoa là bốn mùa này, đây. Có nghĩa là mùa hè giao hoa, mùa thu giao hoa, đấy, đông cũng giao hoa và xuân cũng giao hoa. Đấy. Nếu mà mình chăm tốt một búi to ấy, đấy. Hoặc là mình có nhiều chậu đấy, nhưng mà chậu phải lực khỏe. Đấy. Còn bình thường nó sẽ ra hai mùa hoa các bác ạ. Đấy. Có nghĩa là mùa xuân hè này và thu đông. Đấy. Tại vì sao em nói là bốn mùa? Tại vì chính mắt em kiểm chứng là nó ra hoa bốn mùa trong cái vườn mà em nhập đấy, cái tứ thời cổ này, ra hoa bốn mùa. Tất nhiên là không phải là nguyên một chậu nó ra, nó sẽ lác đác những chậu khác này. Có nghĩa là cái thời điểm của nó đấy. Có thể chậu này nó không ra mùa xuân nhưng chậu khác bên cạnh nó lại ra hoa mùa xuân đấy. Vẫn có thể tính là bốn mùa được. Đấy, chậu mạc biên này, mạc biên truyền thống này, chậu này thì có khách ấy rồi, khách lấy rồi. Tạm hết mạc biên truyền thống, mạc biên truyền thống thì bác nào lấy thì vẫn là 250 một thân. Đi đơn từ hai thân nhé. Dòng này thì trồng lâu năm rồi, trồng lâu năm và lá nó côn. Chiều châu tố hà này, chiều châu tố hà này, ba thân to này và một mầm này. Chậu này em để giá 1,2 triệu, 400.000 một thân. Chậu trần mộng này, thân này là 250 các bác nhé, nhổ chậu gửi trần mộng cô. Phú quý hồng mai 300.000 một thân, tách chậu gửi này. Phú quý hồng mai 300.000 thân, tách chậu gửi nhé. Đông lan thì cứ 200.000 một chậu các bác nhé, 200.000 một chậu, đóng cả chậu gửi. Đông lan, đông lan là thuộc dòng truyền thống các bác nhé. Búi trúc đen này 850 này, đã bao gồm cả ship rồi, gửi cho các bác trồng. Đây, đào cơ em trồng nó đang lên mầm này. Cái măng của nó sẽ màu trắng trắng hồng hồng một chút này. Đấy, đi lên này, đào cơ. Dễ sống mà, rất là dễ sống ạ. Không khó đâu. Đấy, trồng trên cái chậu của đá này. Bạch ngọc chân hương. Dòng địa lan ra hoa thu. Hàng thuộc hàng truyền thống. 400.000 chậu này, 4 thân 2 mầm này. Còn tố tâm thì cứ 100.000 một thân nhá. Cái chậu 2 thân thì sẽ là 200.000, đi đơn từ 2 thân này. Đây, những chậu 1 thân 1 mầm này em sẽ để với giá là 100.000 đấy. Đấy. Một thân mầm, cái này nó ít dễ. Cái này ít dễ phải chăm thêm nhé. Ít dễ là phải chăm thêm thì nó mới ra thêm dễ được đấy. Thì tiền nào của đấy đây các bác. Các bác mua một chậu to thì nó giá nó hơn 1 triệu cơ đấy. Đây bạch ngọc chân hương này. QVN này. Cái chậu này 500.000 nhá. Đây. 500.000 nhổ chậu gửi. QVN cái này hàng rừng. Hàng rừng QVN. Đây còn chậu địa lan Mạc Xuân hàng rừng. 300.000 nhổ chậu gửi. 300.000 nhổ chậu gửi các bác nhá. Địa lan hàng rừng thì em có mặc thu này. Mặc thu là 100.000 một chậu các bác nhé. Một chậu gửi cây. Đây hoa của mặc thu sẽ ra hoa ngẫu nhiên nhé. Màu mận chín các thứ này. Hoa mặc thu nó rất là đẹp đấy. Đây này. Nhìn nếu mà soi ra ánh nắng mặt trời nó thành màu đỏ luôn đấy. Ảo tung chảo luôn. Mặc thu. Và hoa thơm. Cần hoa dài cả mét luôn này. Đây. Hoa thơm nhé. Mùi thơm địa lan thì nó thanh nhẹ thôi. Đây. Không, em không có mô tả gì nó quá là mỹ miều ạ. Vương giả chi hương hay là cái gì đấy thì mùi thơm nhẹ đấy và nó đưa hương. Đấy, đấy là cái hoa của địa lan dòng mặc nhé, dòng mặc nhé. Còn dòng chun thì nó thơm rồi, thơm phức luôn. Đấy. Đây cây này cũng có hoa này, cái cây mặc thu này đang có cần hoa, cần tăm bé. Tứ thời lá to này. 150.000 một chậu, nhổ chậu gửi cây. Thứ thời lá nhỏ cũng 150.000 một chậu, nhổ chậu gửi cây. Kiếm lá giáo hoa xanh, dòng này hoa xanh nhé. Nó hoa thơm ấy. Có chậu rất thơm nhưng mà có những giống, đây nó có mấy giống đấy, chứ không phải là một giống hoa thơm đâu. Có chậu hoa không thơm đâu, thì những chậu hoa không thơm, ví dụ như giống này hoa không thơm thì em sẽ không gửi các bác. Còn này hoa thơm này, đấy, ngồi như bích quy ấy. Đây.
Các bác ngày xưa có cái bụi rào găng ấy, và cái hoa găng của nó màu xanh xanh ấy, thì cái mùi hoa của cái cây này nó cũng gần gần như vậy, mùi bánh bích quy thơm rất là thích luôn. Em thích mùi này, nó không quá hắc, một số người bảo hắc nhưng mà em thì em lại không thấy hắc này, thích ngửi cái mùi này. Kim nó giá hoa thơ hoa xanh này, hoa thơm này 150.000 một chậu, đóng vào chậu gửi nhé. Còn đây là cây địa lan chun lan em thuần rồi nhé, 250.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Hạc đỉnh đỏ vàng này thì em để với giá là 180 nhé, 180 các bác nhé. Hạc đỉnh đỏ vàng 180 một chậu, đủ chậu gửi. Ca lan hoa xanh 200.000 một chậu, đủ chậu gửi này. Còn đây là hạ lan yên tử này, đây là tứ thời tây yên tử này, 160.000 một chậu, chậu được 2 đến 3 khóm như này, đủ chậu gửi cây. Còn những khóm như này sẽ là 250 này. Cái này thì ra hoa mùa hè đến mùa thu, thậm chí đến mùa đông đấy. Đấy. Có những cây là sẽ ra hai lần hoa, ví dụ như cụm to này sẽ ra hai mùa hoa này, có thể là mùa thu đến mùa đông nó lại ra hoa lần nữa. Cái này thì nó xếp vào dòng dòng hoa thu hay là dòng hoa mùa hè thì cái này thì vẫn chưa rõ lắm đấy. Đấy. Tại vì đa phần nó sẽ ra hoa thu đông hơn đấy. Nhưng tên nó lại tên là hạ lan. Nhiều cái nó cũng rất là buồn cười. Mình chưa xác định cái này nó thuộc cái giống gì. Tiểu điệp rừng ghép dớn 150.000, 250.000 một bảng dớn, đóng cả bảng dớn gửi này. Chỗ thanh đạm sữa bác nào lấy tất cả chỗ này em bóc chậu gửi lấy 90.000. Thanh đạm sữa à, thanh đạm 3 cân. Kiếm lạ hoa thơm thì 150.000 một khóm nhé, được chậu gửi. Đấy, thanh đạm 3 cân này, đây dưới này còn này. Chu đinh vàng là 100.000 một phần, một khay như này, được chậu gửi này. Hoàng thảo nghệ tâm 200.000 một bảng dớn, đóng cả bảng dớn gửi này. Còn đây là chậu ở vũ lữ hoàng hậu hoa xanh này, 250.000 à 380 một chậu, đóng cả chậu gửi. Vũ lữ hoàng hậu hoa xanh. Hồ điệp cúc phương này, hồ điệp rừng này. Hoa đẹp nhé. Này 600.000, 600.000 bao ship cái khúc gỗ này. Dễ lằng ngoằng luôn. Địa lan bạc diệp năm nay mới thấy hoa, mọi năm ra hoa đúng Tết lắm này. Năm nay thời tiết nó kỳ lạ thật. Xích ngọc nhé, xích ngọc thường là 350 một chậu, đóng ở chậu gửi này. Xích ngọc trắng đột biến này. Hàng này hàng rừng nhé. 200.000 một thân, chậu này là 400 này. Hai thân hai mầm. Bạch ngọc kim biên chỗ này 250 nhé, 250. Còn đây là lalulum Hà Giang, 100.000 một chậu, đúng một thân này, lalulum hàng rừng. Cẩm cù lộc này 380 một chậu, cẩm cù lộc thì giá nó khá là cao, cẩm cù lộc này. Em sang những phần lan hải giới thiệu các bác nhé. Hải gấm 50.000 một phần, phần được khoảng 10 chậu như này, nhổ chậu gửi cây các bác nhé. Hải Vân Nam 25.000 một cây, nhổ chậu gửi cây, những cây có mèo là 50.000. Cây có mèo nụ là 50.000 này. Còn những chậu như thế này là em bán là 250. Cây to lắm, cây to và đang có lụ hoa. Hải Henry 50.000 một phần được khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu gửi này. Đây là hải hải Zaki 40.000 một cây, nhổ chậu gửi cây. Hải Cốc Si 50.000 một phần khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu gửi này. Lưới công chỗ này nó xấu quá nên em không bán nữa. Lưới công chỗ này xấu quá, phải nhập hàng khác về đây. Hàng đẹp bán hết cho các bác rồi. Đây là cái cây hải hồng 50.000 một 40.000 một cây, nhổ chậu gửi cây. Hải táo 50.000 ba cây, nhổ chậu gửi cây đó nhé. Hải cảnh 60.000 một cây, một chậu gửi cây. Kim tuyến thì 50.000 một chậu được một cây như này, đóng cả chậu gửi này. Kim tuyến này, cây này thì không phải kim tuyến. Kim tuyến vân lá nó phải vuông vuông như này cơ. Đấy, nó có những cái ô vuông, ô chữ nhật này, kiểu như vậy này. Đấy, thì mới gọi là kim tuyến các bác nhá. Không phải là lan trụ xẻ đấy, lan trụ xẻ nó khá giống kim tuyến, lá giống gấm như thế. Hải Liveum này, hàng rừng của Thái Lan này. 120 một chậu, đóng cả chậu gửi này. Hải Thiên Lý cái chậu này 60.000 hai cây, em nhổ chậu em gửi nhé.
hai móc hồng 50.000 một phần khoảng 8 chậu. Cái kia nhổ chậu gửi này, trần liên 50.000 ba cây nhổ chậu gửi cây, móc vàng 60.000 một cây nhổ chậu gửi. Móc vàng lá nó trơn hơn thằng móc hồng nhiều. Đây là cây Vân Bắc này, 108 cây này nhá, còn cây này là 150 này. Hetman 80.000 chậu, nhổ chậu gửi. Helen 50.000 một phần khoảng 3 chậu như này, nhổ chậu gửi này. Kim Tây Nguyên 50.000 một phần một khóm như này, nhổ chậu gửi. Vệ Lữ 50.000 một phần khoảng 8 chậu như này, nhổ chậu gửi đó nhá. Cái đám thanh thiên quỳ này đến gần hè nó sẽ ra hoa các bác ạ. Nó lụi hết lá rồi, nó không còn cái gì, tưởng chết này. Nhưng không phải, nó vẫn có củ ở bên trong ấy. Cái củ của nó bây giờ chuẩn bị đến mùa hoa. Khi nó lên hoa xong thì nó sẽ đâm lá lên các bác nhé. Đây, thanh thiên quỳ. Đây có mấy giống thanh thiên quỳ á. Hải Helen kép đá này. Hải Helen kép đá này là 500.000 một cái chậu đá này các bác nhé. Đây, ship quanh miền Bắc có thể gửi xe khách được. Đây những cái chậu này. Những cái chậu này thì nó khá là đắt tiền. Chậu này chưa phải hàng thuần. Đến cuối năm thì khi nào có lụ hoa thì em sẽ xuất cái chậu này. Hàng cụ mà trồng trên chậu rất là đẹp này. Đây là Hải Hương này, 380 cái chậu này nhá. Thuần mấy năm rồi? Hơn 2 năm rồi. Cái này thì sang năm là sẽ có mèo thôi. Hải Hương hai thân. Hải Hương trồng 2 đến 3 năm thì sẽ được chơi hoa. Cái thân này trước nó có hoa rồi nhưng mà nó sẽ đẻ ra hai cái thân này. Đây. Đấy, hai hàng của em trồng có hoa này và có lên mầm này. Đấy. Hai hàng đấy, cây ngày xưa sida lắm này, trồng rất là lâu, kiên trì luôn đấy. Hai hàng để chơi đấy. Giờ không có. Hai hàng của em cái cây này nó lại hay một cái là lá nó ngắn này. Lá nó ngắn rụt như này cơ, nó không dài ngoằng ra. Lá càng ngắn thì vào trồng vào chậu em nhìn thấy nó gọn, nhìn nó đẹp mắt hơn là cái cây nó dài ngoằng. Lá ngắn bản của nó, lá của nó thì khoảng 4 sen thôi này. Đúng rồi, gần 4 sen thôi này. Đấy, ra hoa thế này. Khi nào có hoa thì em sẽ bán. Em phải thưởng thức một vài hôm đã. Trần liên. Bác nào lấy trần liên hàng thuần này, trồng trên giớn này. Trần liên hàng thuần này, chậu này em để 200. Các mặt hàng trên cao. Tóc tiên này, tóc tiên đang hoa rất đẹp này. 200.000 một chậu nhá, đóng cả chậu gửi. Hàng thuần rồi. Hoàng yến tím cũng đang hoa. Đang có lụ hoa nhiều. 180 một chậu, đóng cả chậu gửi. Sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên 250.000 một chậu, đóng cả chậu gửi, hàng thuần rồi nhá. Các loại vân đa, vân đa nâu, vân đa chanh, vân đa vịn ương, vân đa lưỡi rắn, mỹ dung dạ hương các thứ đi đơn từ 90.000. Đấy, chậu hàng đỉnh của em đang chuẩn bị bung hoa bay. Hàng đỉnh đâu. Còn đây là hải dâu 50.000 phần tách ra nhé. Những chậu rẻ quạt này em bán 250. Chậu rẻ quạt này, hàng tuần rồi. Còn những chậu này là 350. Chậu ghép dớn tăng hương rẻ quạt. Thanh nạm sữa 150 này. Cái khúc hồ điệp ấn này nhá, có một cây đang có hoa đấy, đây này đang có nụ hoa này. Đây khúc này em bán 90.000 nhá, ba cây này bé như này nhưng mà ra hoa đấy nhá, hồ điệp ấn. Cây hoàng thảo long tu xuân 150.000 một bảng, đóng cả bảng dớn gửi. Đấy, tóc tiên này, tóc tiên hoa to đẹp nhá các bác nhá. Đây là cây tam bảo sắc trắng tím hàng Điện Biên này. Một chậu ba bùa từ 3 đến 4 thân, 4 thân như này. Hàng thuần rồi, 150.000 một chậu nhé. Đóng một chậu gửi. Trên này còn trồn cáo và nhạn có. Cao quá. Đấy, hôm nay em có từng thấy Phân Lan này. Các bác có gì ủng hộ em nhé. Em xin thành cảm ơn ạ.